Bên em tiếp tục giới thiệu một siêu phẩm đến từ nhà máy chiến thắng, đó là chiếc Kenbo V5 đời 2018. Xe 5 chỗ ngồi và có khoang chở hàng dài 2,1m. Xin lỗi các bạn, là dài 1,3m, rộng 1,45m và cao 1,1m. Sử dụng lốp 550-13, động cơ 1.5. Động cơ 1.3. Mức tiêu hao nhiên liệu 100km khoảng 6,8 tới 7,2 lít đường hỗn hợp. Chiếc xe này thì có chiều dài tổng thành là 4,3m và rộng 1,8. Tải trọng hàng hóa là 650kg. Đặc biệt chiếc xe này thì chúng ta có thể là khi mà đi đường dài picnic với gia đình đi thì có thể hạ ghế xuống để làm một cái giường nằm cho trẻ con nằm rất là thuận tiện. Ngoài ra thì còn một cái cơ chế nữa là có thể là chúng ta độ thêm hai ghế sau làm 5+2, 7 người đi Tết rất là ok. Vâng, bên em đang chào với giá lên quanh đâu đó chiếc xe này là trên 1 đồng một chút. Anh em quan tâm vui lòng liên hệ qua hotline 0978 565 3 con áp, gặp Mỹ Thái hoặc xem xe trực tiếp tại ô tô Tế Bảo, thành phố Lạng Sơn. Chiếc xe này thì có màu xanh lục bảo các bạn nhé, màu xanh lục bảo và zin tới 98%, đẹp xuất sắc luôn. Màu này thì anh em trên thị trường ít và gần như là không đụng hàng. Hàng ghế này thì da vẫn còn căng đét luôn, nhìn rất là mới. Anh em nhìn qua chiêm ngưỡng bằng nhãn quan thì chúng ta cũng có thể đánh giá chiếc xe này được bao nhiêu phần trăm rồi. Đây là hàng ghế sau, chúng ta có thể làm một chiếc cốp để đồ và ghế có thể gập lên gập xuống được. Da màu nội thất màu kem các bạn, nhìn rất là bắt mắt. Dàn lốp thì đâu đó còn khoảng 70-80%, mà nó là 90% luôn. Thì tôi quay tập sát cho các bạn cùng xem, la răng thì gần như là mới. Và giờ tôi sẽ mở cái phần cốp sau lên cho các bạn xem. Các bạn nhìn này, sơn tây hết nhé. Thông số kỹ thuật thì tôi đã nói ở đầu video rồi. Các bạn cùng chiêm ngưỡng cái khoang để hàng có thể gập ghế này, làm hai hàng ghế ngang và chở đồ, rất là thuận tiện trong cái việc là làm sửa chữa TV, tủ lạnh, lắp điều hòa hoặc là bảo dưỡng bảo trì lưu động. Cũng có thể là làm những cái dịch vụ như là bảo hành lưu động cho những cái hãng đơn vị cửa hàng nhỏ lẻ, hoặc là làm những cái công việc khác như chở vật liệu xây dựng, sơn, vân vân và vân vân. Một chiếc xe đa chức năng, rất là nhiều công năng trong cái vấn đề sử dụng. Vâng, vừa rồi Mỹ Thái đã review chiếc Kenbo V5 màu xanh lục bảo đời 2018 đang được chào bán tại showroom ô tô Thái Bảo với giá yêu thương trên 1 đồng một chút. Anh em mà quan tâm vui lòng nhấc máy liên hệ 0978 565 3 con áp, gặp Mỹ Thái hoặc xem xe trực tiếp tại showroom ô tô Thái Bảo tại thành phố Lạng Sơn. Còn bây giờ Mỹ Thái xin chào quý vị và bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những review sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe mới nhất về với ô tô Thái Bảo.